tiếng vừa nhé. Đúng rồi. Tránh ra xa chị một tí nha. Không biết cô ấy đi đâu nhỉ? Hôm nay ngày thứ hai rồi vẫn chưa thấy về. Hay là mình đưa em đi về nhà mình? Gì đây? Ở đây đợi nha. Cô ấy không biết đi đâu nhỉ? Đi 2 ngày rồi chưa thấy về. Bây giờ mình phải làm sao đây? Thương em lắm.
gọi sếp. Xin xin nhé. Xin nhé. Ê, từ chị mượn anh nhé. Chị lại cho. À đi. Này. À. Lấy đi nhá. Chị nhá. Đây chị xin nào. Au. Em nhớ là buồn ngủ à. Thương chứ. Không biết bao giờ mẹ em đến về nữa. Không biết kiếm cái gì cho em ăn được. Không biết làm sao nữa rồi. Hay đi về nhà với chị nhá. Mẹ em lâu về quá. Có khi bị làm sao rồi. Cô ơi, cô đừng bị làm sao nhá. Cô về với chị em cháu đi. Cháu lấy gì nuôi em bây giờ? À, hay là đưa em về nhà mình nhỉ? Chắc là bà vui lắm ấy. Rồi, đưa em về nhà mình ấy. Chắc là bà thích lắm ấy. Okay.
đi đâu lấy gì về nuôi em bây giờ. Nhà cũng không về được, cô còn chưa về nữa.